Em nha, em dòng một anh em chào mừng bà con đến với kênh Chăm Sóc Cây Sắn đó bà con. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo những cái con máy cuối cùng anh em ơi. Thưa rỗng quá trời anh em ơi, muốn hết rồi. Máy này khách cũng chốt rồi nè, rồi F10 hai cái em bán hết rồi anh em, hai cái em bán hết rồi. Em lên tiếp cho bà con là cái NS 75. Cái máy này làm như nó kém viên thôi vậy, nó kém viên, rất nhiều người khách hỏi luôn, nhưng mà cuối cùng nó vẫn nằm đây với em luôn. Bữa nay em quyết định là em trả hàng cho nó bà con. Cái này NS 75, trước tiên là bà con nhìn thấy là nó thiếu cái mặt heo nè, còn máy em bao zin cho anh em nguyên si luôn nha. Anh em nhớ lưu ý là cái máy này em bao zin, máy này không có làm gì chân ngoại trừ là rửa, có rửa cái lớp B này nè, còn trong máy là bơm bét gì nguyên si hết, là mình chỉ rửa ra cái lớp B lâu ngày nó bị dính á. Còn phần này nó nghe nè, cái điện này điện mới nè, bộ ly dầu, ly dầu thì cái này nó thiếu lượng, còn cái thùng dầu này này bên em chấm nè, bên em mở đem đi hàng á. Có cái chỗ này là bên em sẽ khắc phục cho bà con, là cái này bên em sẽ bỏ cái thùng nước này, anh em bà con nhớ lưu ý giùm em nha. Em xin nói trước luôn là em làm cho bà con cái nắp nước bằng inox, có đó là làm tặng cho bà con mình ha, để cho bà con bơm nước đó. Còn ngoại hình thì em xin quay thật là kỹ cho anh em bà con cô bác mình luôn. Cái này là NS 75 bê tông 80 ly, nếu bà con bơm nước để đồng thì mấy ngày nó ba thằng tay luôn nè, nó mạnh, rất là mạnh. Anh em nhìn từ con ốc nè, nó nguyên thủy. Còn cái nắp chụp cò này, tại cái nắp chụp cò của nó xấu rồi nè mày, nó bị bể hay gì em nhớ, bữa nó bị bể gì bên em gắn cái nắp chụp cò khác, bên em nhìn cái nắp màu vàng anh em thấy không, nhưng mà bên trong đen hoàn toàn mình không đụng luôn đâu. Còn số xe ghi của máy này là 2844 anh em ơi, 2844. Em nhìn ốc bánh trứng nè, đó nó dữ rất là đẹp luôn. Với cái bô này bên em nó thay cái bô nổ rồi nè, cái bô ấm của nó là nó xấu bên nóc luôn, nói chung là cái bô ấm nó xấu quá xấu, tôi em lột luôn. Rồi còn riêng cái phần này để hồi em xin nhắc lại ha, phần này là bên em sẽ bỏ cái thùng nước luôn, làm cho anh em bà con mình cái nắp nước cái nóc giống gì nè, đó đó mình làm rồi mình hàng cái bát ra lên. Rất nhiều máy bà con mua rồi là làm cái đó luôn, rồi nhờ con trai tết hàng cho bà con cô bác mình nha con. Con chạy cái này bơm nước là bá chế nè, cái này là bơm nước lên là mầm. Tài nhìn thấy nó tội nghiệp lắm quá anh em ơi, nhìn thấy mặc đồ nó còn đẹp trai vậy anh em, Tài nó lột áo ra anh em nhìn thấy tội nhỏ luôn á. Vậy mà nó quay, anh em tin Tài quay mấy này chạy không? Tài rời dưới mưa này quay chạy luôn á. Nó tên Tài phải mà. Rồi nhờ con tắt con đét lại cho bà con mình, con cái nó cho bà con mình sợ con luôn rồi. Cái này nó uổng cái bình nước anh em ơi, lột ra mình làm mình bơm nước luôn chứ cái bình nước này không có anh. Rất là nhạy. Rất là đã rồi nè, cái này bơm nước lớn hơn tí xíu nữa là anh em bơm nước đã được. Rồi nhờ con trai tắt đi con trai. Rồi em xin báo giá cho anh em và con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 3,5 triệu bao ship. Anh em nhớ lưu ý giùm em bao ship, tặng kèm cho anh em mình cái nắp nước bằng inox của này luôn. Em lột cái thùng nước này ra, để cái thùng nước này giờ nó nứt cái chỗ này là anh em về xài cũng không được, nói chung là nó bất tiện quá.
giờ em lột nó ra cho nó chui lủi luôn, rồi làm cái nắp nước cây nóc lại cho anh em cũng như bà con cô bác mình để dành bơm nước ha. Còn anh em muốn sử dụng mục đích nào thì anh em sử dụng. Nhân viên về cái phần bên em là tặng cho anh em mình cái nắp nước cây nóc là miễn phí. Rồi giá của cái máy này là 3,5 triệu em bao ship, còn anh em tự tới chỗ em chở ha. Anh em nhớ lưu ý ha, thì trừ là 400.000, còn 3,1 triệu. Còn phí ship thì em bao ship từ Nam ra Bắc một giá một, nên em 400.000. Con số anh em thắc mắc là sao trong tỉnh mày cũng tính tao 400.000, thì cái này là do em hợp đồng anh em, dù em bán gần anh em tỉnh gần hoặc là trung tỉnh thì người ta vận chuyển người ta lời bằng đó. Còn những cái nhiều sáng em bán về Phú Yên nè, về Quảng Nam nè, là những cái đó là người ta bù qua bổ lại đó. Hồi sáng em bán em nhớ cái NH40 về Phú Yên, còn cái Quảng Nam là cái gì em quên mất tiêu rồi. Mà xa vậy đó, rất nhiều tỉnh ngoài xa cũng một giá không đổi anh em. Rồi anh em bà con cô bác nào có nhu cầu sử dụng cái máy này mua về bơm nước không thôi, sử dụng mình chạy vỏ hay là kéo gì ha, thì alo giùm em. Còn nghiên đối với phần cái buli nè, anh em nếu về bơm nước thì cái này anh em không có bơm nước được, anh em không sử dụng, mà anh em muốn bơm nước thì bên em sẽ đổi lại cho anh em bà con cô bác làm cái tâm bơm nước nha, anh em nhớ lưu ý. Còn phần trong máy thì em bao riêng em tắt thằng đặt, ngoại trừ những cái ngoài nè, cái nắp chụp cò bu lửa đâu nè là bên em có thay nha, còn trong máy là nguyên bản anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều, chào tạm biệt anh em.